Vâng, xin được nhiệt liệt chào đón tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của Ba Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ, có địa chỉ bán hàng duy nhất tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Vâng, và trong ngày hôm nay một mẫu xe mới nhập về tại cửa hàng. Và hiện nay những cái dòng xe phổ thông nhập về Ba Tư Phan đang rất là nhiều. Trước màn ảnh nhỏ quý anh chị giới thiệu một cái mẫu xe phải nói rằng là hot nhất thị trường hiện nay. Trân trọng giới thiệu với quý anh chị một chiếc Kia Cerato được sản xuất năm 2017, phiên bản số tự động với dung tích động cơ làm việc là 1.6 quý anh chị nhé. Vâng, và chiếc xe này hiện nay đang niêm yết chào bán tại cửa hàng Ba Tư Phan với mức giá 495 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ và sẽ có thương lượng thêm một chút khi quý anh chị trực tiếp về chung kết tại cửa hàng. Thì tổng thành về chiếc xe này cũng xin bao cam kết về tình trạng của xe nguyên zin nguyên bản với máy móc, gầm bệ, khung sườn, tất cả tình trạng còn nguyên zin nhà sản xuất. Và với chiếc xe 2017 sau 4 năm sử dụng, hơn 4 năm sử dụng, nó còn giữ lại được giá trị như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá tổng thành chiếc Kia Cerato 2017 phiên bản số tự động này. Với nước sơn màu trắng sứ, các anh chị có thể quan sát ngay tổng thành sơn si trên thân chiếc xe này còn rất là đẹp, đẹp đều, đúng không ạ? Đấy, đương nhiên là có phẩy tỉa qua và cho đánh bóng lên, nhưng về tổng thành sơn si trên chiếc xe này nó rất là đều màu, không bị lệch lạc màu một chút nào cả, rất là đẹp. Với chiếc Kia Cerato phân khúc hạng C thì nó được đánh giá so với những chiếc xe cùng phân khúc được đánh giá là cao nhất về độ trang bị option bên trong nội thất của xe, cũng như là các cái tính năng hiện đại trên chiếc xe này nó được đánh giá là cao nhất trong những chiếc xe cùng phân khúc. Đấy, rất nhiều tính năng hiện đại. Lát nữa đây thôi chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá tổng thành một chiếc xe phân khúc hạng C, nó quá đẹp như thế này, nó quá xuất sắc như thế này thì quý anh chị yên tâm chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ một cái gì trên thân chiếc xe này nữa. Đấy, rất đẹp. Bốn bánh được trang bị la răng xoáy, la răng phay xoáy, đều được trang bị phanh đĩa, phanh ABS chống bó cứng phanh, toàn bốn bánh, thực sự là rất an toàn, phải không ạ? Vâng, cảm biến cảnh báo trước sau đã được làm trên thân chiếc xe này. Đấy, các cái mắt cảm biến cảnh báo, đấy, kể cả phía trước đây cũng có quý anh chị nhé. Rồi, và đây mặt cản trước của chiếc xe với ca lăng hình mũi hổ, và cặp pha được trang bị giải đèn bi, đèn LED ánh sáng tự động ban ngày còn rất là mới như pha lê vậy quý anh chị nhé. Cặp đèn như pha lê, kể cả đèn gầm cũng vậy, quý anh chị nhìn sáng và đẹp, phải không ạ? Một chiếc xe rất là đều về các cái mối ghép lối của nó, từ cabo đến cản trước đến phần thân sườn, tất cả những cái điểm ghép lối của nó nguyên zin nguyên bản, gần như là chưa tháo lắp lần nào, rất đẹp luôn. Nhìn cặp đèn này phải nói rằng là mê hồn luôn, đúng không ạ? Đấy, cặp đèn chết người, rất đẹp, sáng choang như pha lê vậy. Kể cả hai cặp đèn pha này nhìn rất đáng yêu, tuy 4 năm sử dụng nhưng chủ nhân đi giữ gìn, không để bầy mưa nắng một chút nào. Đấy, đánh vào gara trong nhà cho nên là giữ gìn được cái thân xe nó quá là đẹp, sáng như thế này. Và phía trên gương chiếu hậu có trang bị giải đèn LED. Đấy, giải đèn LED, ở đây là giải đèn LED này tích hợp sinh nhan luôn. Đấy, phải không ạ? Rất đẹp luôn. Ở phía tay lắm cửa thì có trang bị phím cảm biến mở cửa tự động, phím cảm biến mở cửa tự động. Cánh phụ cũng có, đương nhiên cánh lái phải có rồi. Tất cả những đường ghép lối trên thân xe này còn rất đều và đẹp luôn, zin nguyên bản hết. Rồi, đấy là tổng thành phía bên ngoài của chiếc xe. Về phần đuôi của chiếc xe thì cặp đèn phần đuôi cũng được trang bị những cái giải đèn LED cực đẹp. Khi buổi tối lên thì chúng ta bật đèn lên thì mới cảm nhận được cái độ đẹp của giải đèn này, kể cả có đèn gầm. Và được trang bị độ lipo các anh chị nhé, độ lipo ở đây. Đấy, vô xả kép nhưng mà đây độ thôi, bản thân nó chỉ có một cửa xả ra thôi. Đấy, rất là hiện đại và thể thao, phải không ạ? Chủ nhân cũng độ khá là nhiều những cái tính năng, mất rất nhiều tiền để độ lên chiếc xe này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá sâu phần nội thất chiếc xe này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên khu vực lái trước nào, khu vực điều hành trước nào. Ở đây được trang bị ghế điện này. Ghế điện ở đây thì có chế độ nhớ ghế các anh chị nhé, có chế độ set nhớ ghế 1, 2, có hai chế độ nhớ ghế này. Đấy, trang bị ghế điện và trang bị nhớ ghế luôn.
và trang bị bộ ghế da màu vàng kem cực kỳ là sang trọng. Trần thì trần lỉ nguyên bản theo xe, trang bị cửa sổ trời đầy đủ. Vâng, em đang quay cái khuôn hình này vào cái khung giờ nó cũng khá là muộn, chiều tối, chính vì vậy mà lên hình nó như thế này, quý anh chị theo dõi nó cũng hơi bị tối một chút nhưng không ảnh hưởng gì. Các anh chị nhìn rõ nét là được, đúng không ạ? Một cái nội thất cực kỳ tươi mới và đẹp như thế này. Đấy, các cái bề mặt táp ly của nó, táp ly cánh lái thì được trang bị các cái phím điều khiển, gương kính chỉnh điện, cục điện auto hết các anh chị nhé. Không hề bị bong chóc sờn xước các cái mã, các cái biểu tượng ở trên này. Đấy, rất đẹp luôn. Bề mặt da đây cũng vậy, các anh chị nhìn này, nguyên bản nhé. Đấy, da lỉ nguyên bản, táp ly rất là mới. Và chúng ta tiến sâu vào phần trong nào. Phần trong ở đây thì với dòng xe Lato thì quý anh chị biết rồi, ngay từ đầu em Biên đã nói là nó trang bị những cái tính năng hiện đại, ví dụ như cruise control, ga tự động này, có gãy số vô lăng này. Đấy. Và chiếc xe này Oddo chạy là trên 5 vạn một chút xíu thôi, quý anh chị có thể nhìn thấy ngay. Rất đẹp, nhìn từ vô lăng này chúng ta có thể nhận ra ngay, đúng không ạ? Quá mới rồi. Đấy, cần số ở đây, số tự động. Rất ok luôn. Đấy. Rất hiện đại, phải không ạ? Trang bị điều hòa auto tự động, có màn hình cam lùi theo xe. Ở trên đây thì có trang bị gương chiếu hậu là chống chói chống lóa các anh chị nhé, chống chói chống lóa. Đó, phải nói rằng là một chiếc xe 4 năm sử dụng nó quá đẹp như thế này thì quý anh chị thấy rằng là chủ nhân đi giữ gìn như nào. Đó, chiếc xe này có lẽ là không cần nói nhiều, quý anh chị chỉ cần nhìn hình ảnh thôi. Đấy, chỉ cần nhìn trên video clip này thôi là quý anh chị đã biết rằng là nó cái độ đẹp, độ mới của nó như nào. Hàng ghế thứ hai đây, hàng ghế thứ hai thì gần như chưa người ngồi các anh chị nhé, chưa có người ngồi luôn. Rất mới, phải không ạ? Một chiếc xe 2017 mà giữ gìn đẹp như thế này, phải nói rất là hiếm có. Có trang bị hàng cửa gió điều hòa thứ hai đằng sau đây nhé. Đây quý anh chị này, đấy, trang bị hàng cửa gió điều hòa thứ hai này, rất ok luôn. Bệ tì tay, mọi thứ đều đẹp trong cái nội thất này, không có gì là phải lăn tăn suy nghĩ về cái nội thất của chiếc xe như này đâu. Rồi, nội thất của chiếc xe các anh chị đã được chiêm ngưỡng, còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến các cái chi tiết từng cánh cửa một. Em sẽ tả chi tiết từng cánh cửa một. Keo chỉ nguyên zin của nhà sản xuất tất cả các cánh cửa, hoặc là từ bề mặt cabo, bề mặt cốp, với chiếc xe này bao zin 100% và mặt keo chỉ. Ở đây nó thể hiện được điều rằng là không hề có tác động đâm xô gì. Nếu đâm xô nó sẽ làm mất đi tất cả những cái form của nó, tất cả những cái gì mà nó được trang bị nguyên bản ngay từ đầu. Đấy, zin đét hết, keo chỉ cánh trước cánh sau, đóng cánh cửa lại, rất chắc, phải không ạ? Đấy, rất chắc luôn, chắc lịch. Đây là toàn bộ phần sườn. Phía bên lái thì các anh chị nhìn thông thuông từ phần đuôi lên phần đầu, tất cả những cái đường dập lổi ghép lối trên phần sườn của nó thì quá là khớp khít với nhau rồi, kể cả từ những bề mặt dập lổi cua lốp, quá đẹp luôn. Mở phần cốp lên để chúng ta quan sát luôn. Rồi, một cái cốp của chiếc Cerato rất rộng rãi. Cái này đã được chủ nhân mua thêm, lắp độ thêm cái thảm cốp nhá, thảm trải cốp đây. Ở phần dưới đây thì quý anh chị thấy này, em sẽ mở lên. Trang bị lốp dự phòng đầy đủ, các cái dụng cụ kèm theo còn nguyên bản quý anh chị nhá, các dụng cụ kèm theo nguyên bản hết. Đấy, lốp dự phòng còn nguyên, không thiếu cái gì cả. Cốp rất đẹp. Rồi, chúng ta sẽ tiến sang phần sườn phía bên phụ. Keo chỉ bốn cánh nguyên bản nguyên zin, zin từng con ốc luôn. Quý anh chị có thể quan sát. Đây, zin hết từng con ốc quý anh chị nhá. Chấm sơn còn nguyên bản của nhà sản xuất. Phải nói rằng là quá đẹp, phải không ạ? Quá đẹp luôn. Bề mặt táp ly rất mới nhá. Cả bốn cánh luôn. Cánh lái nó đã mới rồi thì tất cả cánh còn lại đương nhiên nếu không vấn đề gì thì mới hơn, phải không ạ? Vì là cánh lái là những cánh thường xuyên mở ra mở vào nhiều nhất. Chủ nhân ngồi điều hành điều khiển chiếc xe này có thể là đi một mình, có thể đi bốn người, có thể đi hai người, nhưng cánh lái vẫn là cánh mở ra mở vào nhiều nhất, cái đó thì khẳng định rồi, đúng không ạ? Zin đét hết. Quá xuất sắc. Đấy. Ở đây là bám bẩn, bụi bẩn thời gian thôi nhá, chưa kịp tẩy rửa gì. Nhưng cái này bụi bẩn thời gian thôi, còn cốt của nó là nguyên bản, keo chỉ nguyên zin, không hề có mục mọt gì cả. Quá đẹp với một chiếc Kia Cerato.
có trang bị cửa sổ trời quý chị nhá. Trang bị cửa sổ trời phía trên này. Đây. Đó. Rất chi tiết phải không ạ? Rất chi tiết hóa một chiếc xe được khẳng định là thương hiệu đẳng cấp của Hàn Quốc, và đến thời điểm này nó còn nguyên zin nguyên bản với cái giá tiền chỉ có 495 triệu đồng thôi là chúng ta đã sở hữu được rồi. Đấy, đóng hết cánh cửa lại để chúng ta ngắm nhìn phần sườn phía bên phụ một chút. Quá đẹp phải không ạ? Quá đẹp. Đó. Các đường dập lổi của nó nguyên zin nguyên bản. Đó. Rồi chúng ta sẽ soi xuống phần gầm. Không biết tối như này em soi phần gầm quý anh chị có thể nhìn rõ hay không, nhưng em vẫn phải soi kỹ chi tiết phần gầm cho chiếc xe này. Đây. Hộp bô sáng choang quý anh chị nhá. Hộp bô sáng choang luôn này. Đấy, gầm không một vết mục mọt nào, gầm rất đẹp luôn. Phải nói là cái gầm này xuất sắc phải không ạ? Gầm xuất sắc luôn đấy ạ. Đấy, quý chị thấy chưa? Quá mới, quá đẹp. Gầm quá đẹp luôn. Với giá trị cơ bản của một chiếc xe đã qua sử dụng thì chúng ta phải đánh giá vào chất lượng để đánh giá cái giá trị về mặt tiền của nó, đúng không ạ? Không thể nào cào bằng một chiếc xe cùng đời, cùng dòng như thế này mà một chiếc xe xấu, một chiếc xe đẹp mà chúng ta cào bằng đồng giá với nhau thì không có đâu ạ. Và chắc chắn như vậy. Và đây là một chiếc xe đẹp, khẳng định là như thế. 495 triệu đồng thôi, một cái giá rất chung chung thị trường. Bên cạnh đó sẽ bao rút hồ sơ và có thương lượng trực tiếp khi quý anh chị về xem xe. Một cái mức giá sẽ tốt hơn một chút nữa cho quý anh chị nếu quý anh chị nào thật sự là thiện chí, thực sự là có nhu cầu sở hữu chiếc xe này. Đấy. Quá đẹp. Rồi, tổng thành chi tiết của một chiếc xe từ phần gầm bệ, nội thất, thân vỏ đã quay chi tiết cho quý anh chị để quý anh chị nắm bắt thông tin. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là khối động cơ nhé. Ok. Rồi, đây chính là chi tiết. Chúng ta sẽ đi sâu vào khối động cơ của chiếc Kia Cerato. Nó chỉ như thế này thôi, nhưng tất cả tình trạng còn nguyên zin nguyên bản. Zin từ những con ốc mặt giàn cò đến những con ốc bệ máy nguyên chấm sơn sản xuất, củ máy rồi là da máy, củ điện da máy cực kỳ là sáng, với một cái da máy rất đẹp như thế này thì chúng ta khẳng định với nhau rằng là xe đi nó rất là ít quý anh chị nhá. Xe đi rất ít luôn. Đấy. Zin nguyên bản hết. Rất đẹp, vách máy hộp số làm ở phần dưới kia sáng choang luôn. Phải nói rằng là zin hết nhá. Chiếc xe này thì với khối động cơ này cam kết bảo hành cho quý anh chị 1 năm sử dụng luôn, không phải suy nghĩ gì. Đấy, trong 1 năm sử dụng quý anh chị đi kiểm tra tất cả các hãng có vấn đề gì về khối động cơ này, ở hãng nào bảo khối động cơ này là đã bị bổ máy, đã bị ngập nước thì hãy quay lại đây, chúng em sẽ có cái sự phản hồi thích đáng cho quý anh chị ngay. Và chắc chắn là như vậy rồi. Rất đẹp. Đấy là khối động cơ của chiếc Kia Cerato. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ lướt cái phần sườn và phần đầu của chiếc xe này. Đây, toàn bộ phần đầu của chiếc xe này, từ phần tai đấy đến phần răng dọc, nguyên bản nguyên zin. Tất cả những cái gì đinh tán nhà sản xuất còn nguyên bản hết. Đấy, dập hãng, tem dập hãng của nó còn nguyên bản. Từ keo chỉ cabo đến bản nề cabo nguyên zin của nhà sản xuất hết các anh chị nhá. Zin hết. Đấy, quý anh chị có thể quan sát nhìn tổng thành. Đây. Từ những cái điểm lỗ tròn ở đây. Đấy, đến phần chỉ ở đầu cabo này không vấn đề gì thì chắc chắn là sẽ không có tác động ở phần đầu. Đấy, chắc chắn là như vậy rồi. Rất zin luôn. Xuất sắc phải không ạ? Đó. Đây phần ràng ngang đầu đây, tất cả nguyên bản hết các anh chị nhé. Tem vin, tem mác và cái ràng này ràng zin của nhà sản xuất. Rất đẹp phải không ạ? Đấy, cam kết tình trạng xung quanh thân xe này không hề có tác động đâm xô. Rõ ràng là như vậy. Rất đẹp. Rồi, ok. Vâng, vừa rồi thì quý anh chị đã cùng Ba Tư Phan hơn 10 phút đồng hồ để quay chi tiết lên một cái video clip một chiếc Kia Cerato đẹp như thế này để phục vụ quý anh chị. Một chiếc Kia Cerato được sản xuất năm 2017, phiên bản số tự động, động cơ làm việc là 1.6 và đang có giá chào bán cụ thể hóa ngay cho quý anh chị tại Ba Tư Phan với mức giá 495 triệu đồng, có thương lượng trực tiếp khi quý anh chị về xem xe. Đương nhiên là bao rút hồ sơ đảm bảo an ninh pháp lý cho quý anh chị sở hữu chiếc xe này. Một
cách an toàn, trong sạch để quý anh chị vào tên một, sang tên đổi chủ một cách yên tâm nhất. Và mọi thông tin chi tiết liên hệ quý anh chị hãy về tại số 1 đường Thanh Niên, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với em Biên theo số điện thoại hotline 0963882833 để được giao dịch chiếc xe này. Một nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video clip tiếp theo.